Tôi có một thắc mắc là như ký giả Lạm Phong đã từng là nhân viên của CIA. Thế vậy tại sao mà khi mà ông bị hạ sát thì CIA lại không có động thái gì để bảo vệ ông hoặc là giúp ông trên con đường mà đưa cái vụ việc ra ánh sáng? Cái câu đó hỏi này rất hay, anh bảo cho mà tôi chia sẻ luôn. Tôi giấu mấy chục năm nay nhưng mà tôi đã biết cái câu trả lời rồi. Nhưng mà sẵn đây thôi, cũng không cần gì phải giấu được nữa. Bố tôi cũng đã mất rồi. Nói cho ngay, lúc bấy giờ CIA đã biết cái chiếc xe họ lái màu gì, bao nhiêu người tới nhà bố tôi, và họ khuyên FBI phải tới đó điều tra cái cách như này. Anh nên nhớ FBI với CIA làm việc, tôi làm việc với hai cơ quan nhé. CIA làm việc rất là nhà nghề, chuẩn. FBI không cần, không bằng một gốc CIA cả. Ông mà CIA mà người bạn của bố tôi, ông là người mà cung cấp cái tài liệu đó. Ông đứng lên, ông nói, ông tức, ông nói: tại sao các anh không điều tra những việc mà chúng tôi đưa cho anh nó là làm những người này? Lúc đó tôi biết tại sao, là tại vì bố tôi là cái con cờ chính trị của họ. Là một cái rất là nguy hiểm cho chẳng những băng đảng Việt Tân mà luôn cả chính quyền, chính phủ Mỹ cả. Tại vì cái chuyện này có một cái bàn tay lông lá nhúng tay vào. Lúc bây giờ thì FBI đã điều tra và có bằng chứng cụ thể, đang gọi là truy nã Hoàng Cơ Minh, gia đình họ Hoàng hết, bắt hết. Khởi tố mà, họ sẽ chuẩn bị khởi tố, đã khởi tố chứ không phải chuẩn bị. Nhưng giờ cuối cùng có một cái bàn tay lông lá đó, tôi biết người đó là ai. Họ ngưng. Là vì chứng minh cho tôi biết là bố tôi là một con cờ chính trị. Nhưng mà lúc bấy giờ tôi còn trẻ quá anh, tôi không có cái sự hiểu biết, tôi không phải như ngày hôm nay. Với lại tôi không có biết cách làm việc. Như lúc tôi rất là tuổi thân, tôi ước chi phải chăng ngày xưa tôi là như ngày nay thì tôi có hy vọng bảo vệ được cái mạng sống của bố tôi. Mà cũng chưa chắc. Tại vì nếu những gì tôi biết, bố tôi nói tôi như câu này. Bố tôi giấu tôi nha. Lúc bây giờ là bảo làm đủ thứ một cách để giấu tôi. Là bố tôi nói, nếu mà Việt Tân biết những gì con biết hôm nay và tương lai sau này, họ sẽ thủ tiêu con như họ thủ tiêu bố. Thành ra bằng đủ mọi cách bố tôi giấu tôi bằng cách là không cho, bắt tôi hứa không cho tôi trở lại, quay lại với cộng đồng Việt Nam hàng hoài, hoặc là tham gia. Cái đó họ giấu rất là kỹ cưỡng, kỹ càng, tôi nói sai, kỹ càng. Đó là như vậy, chứ không phải là CIA không giúp. CIA sẵn sàng giúp và đã giúp bằng cách là đưa bằng